Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và mình sẽ kể cho tất cả các bạn nghe một câu chuyện hết sức kỳ lạ và bí ẩn mà mình đã gặp được khi nuôi gà trong thế giới Minecraft. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như sau. Ok, chắc là bây giờ đặt thêm một cái hàng rào ở đây và ở đây nữa. Tên tên. Vậy cũng khá là ổn rồi đó. Lần đầu tiên đó nha, mình cảm thấy rằng đó hả, là mình rất rất tự hào về cái công trình mà mình đã xây được trong ngày hôm nay. Các bạn ạ, hôm nay đó nha, là mình đó hả, đã xây một cái chuồng. Mà mình đố các bạn biết á, cái chuồng này chính là chuồng con gì không? Đúng rồi đó các bạn ạ. Đây đó nha, chính là một cái chuồng của con gà trong thế giới Minecraft mà mình vừa xây nên đó. Đây nè, đây là nơi đó nha mà những con gà có thể di chuyển rất là dễ dàng. Và đây đó hả, chính là một ngôi nhà nhỏ xíu mà những chú gà đó nha có thể vào bên trong đây và đi ngủ đó. Bởi vì mình đó hả, đang dần dần nhận ra rằng đó nha, là hả, một ngôi làng mà nếu như thiếu thực phẩm như là trứng nè, như thịt gà nè, thì rất khó mà có thể là sinh tồn được. Nếu như ngày nào đó nha mà chúng mình nó cũng ăn bánh mì hoài á, thì chắc chắn là chúng mình sẽ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Nên là bây giờ mình nghĩ rằng nè, là mình sẽ xây một cái chuồng gà. Và bây giờ chắc là mình sẽ đi thử vòng vòng quanh ngôi làng, gần gần ngôi làng của mình để coi thử xem đó nha, là liệu đó hả, quanh ngôi làng của mình có một con gà hay là một đàn gà nào hay là không, để mình có thể bắt gà về đó các bạn. Và để mình thử đi về hướng này coi. Ở đây thì, wow, các bạn coi nè, ở đây đó nha, có rất là nhiều những chú gà luôn đó các bạn. May mắn ghê đó, với số lượng gà như thế này đó nha, thì mình chắc chắn đó hả, là cái chuồng gà của mình sẽ ngày càng nhiều đông gà hơn. Và mình có thể nâng cấp chuồng gà của mình bự hơn và bự hơn nữa. Rồi từ đó về sau này đó nha, là ngôi làng của mình đó hả, sẽ là một ngôi làng chuyên gia xuất khẩu. Và chuyên gia đó nha, gọi là hả, đưa gà đi bán ra ngoài khắp tất cả các thị trường châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, châu Bắc Cực luôn. Rồi, bây giờ những em gà thôi, đây nè, hạt giống nè, đi theo ta nào. Hãy cùng ta đó hả, đi theo về hả, ngôi nhà mới của bọn My nào. Let's go đi thôi nào. Ủa? Wait, what? Từ từ. Các bạn có vừa nghe được cái âm thanh đó không? Đúng rồi đó. Tại sao khi mà mình đang đi bắt những chú gà này đó, thì mình đã nghe thấy được những cái âm thanh gì đó khá là kinh dị. Cái âm thanh nó đó nha, giống như đó hả, là âm thanh của một con gà vậy đó. Nhưng mà con gà này đó hả, không phải là con gà bình thường đâu. Mà nói chung là mình nghe thấy cái âm thanh của con gà này nghe quỷ dị lắm luôn á. Vậy là sao nhỉ? Thôi được rồi, được rồi. Mấy em gà ơi, mau chóng về nhà với ta nào. Chứ nếu không đó nha, là tụi bay đó hả, bị con gà quỷ giết chết á. Về nhà, lại lên, lên. Mình nghĩ rằng là với số lượng gà như thế này đó nha, thì chắc chắn đó hả, là làng của mình bây giờ sẽ không lo thiếu trứng và thiếu lương thực thực phẩm đâu. Nhưng mà phải mau chóng đó hả, dẫn mấy em gà này về nhà ngay lập tức. Chứ mà dẫn mấy em gà này về trễ quá thì mình sợ rằng đó nha, là cái tiếng gà ác quỷ hồi nãy kia đó sẽ làm mấy em gà kiểu như là bị hoảng sợ đó các bạn. Nhưng mà đó nha, thật sự đó hả, đây đó chính là lần đầu tiên mà mình nghe thấy đó, là trong Minecraft lại có cái tiếng gà nghe kỳ dị và kinh dị bí ẩn như vậy á. Thôi được rồi, mấy em gà ơi, mau chóng nào, mau chóng về chuồng thôi nào. Đây nè, đây đó hả, sẽ là cái chuồng mới của bọn My. Đây sẽ là ngôi nhà mới của bọn My. Vô chuồng nào, đây nè, vô chuồng, vô nhà nè. Đó, vô nhà đi và let's go. Ok, đóng cửa lại nè các bạn. Và đó, ồ, các bạn coi thấy không? Bây giờ ở nhà, cái chuồng gà của mình bây giờ đó nhìn y như cái chuồng gà thiệt vậy đó. Và những con gà sẽ không thể tài nào có thể thoát ra khỏi đây được. Ôi trời đất ơi, thoát ra được rồi các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, để mình chặn cái hàng rào ở đây nữa cho chắc ăn. Chứ nếu không nha là tụi nó sẽ gọi là hả, trốn thoát khỏi cái chuồng gà đó. Để có một con gà bay ra khỏi đây rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Vậy tạm thời là như vậy đi. Để mình cho con gà này vô đây lại luôn. Vô đây nào, let's go. Mở cửa chuồng gà ra nào. Vô đây, mấy gà kia. Rồi, ok. À, thế là hoàn thành xong chuồng gà rồi. Và chắc là bây giờ đó nha, mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ đi ngủ. Và sáng ngày mai đó hả, mình sẽ lấy thêm thiệt là nhiều hạt giống luôn, để mình có thể gọi là cho những em gà này phối giống với nhau và đẻ ra đó hả, những chú gà con, cũng như đó nha, là đẻ trứng nữa đó các bạn. Rồi, ok, mau chóng đi ngủ thôi nào. Cũng quá trễ rồi, trời khuya rồi, lên giường mà ngủ thôi các bạn, let's go. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Tại sao tự nhiên mình đang nằm ngủ mà bây giờ ở phía bên ngoài? Hả? Mặt trăng ở hướng này. Điều đó đồng nghĩa đó nha, bây giờ cũng đã tối khuya rồi và rơi vào khoảng gần 3 giờ sáng. Nhưng mà tại sao tối nha, mới có 3 giờ sáng thôi mà tiếng gà đã gáy. Mà cái tiếng gà nè, mình lại nghe đó nha, giống như cái tiếng gà mà lúc đầu tiên đó hả, mình đã bắt những con gà đi đó các bạn ơi. Đúng rồi,
cái tiếng gà đó đó nha, nghe rất là kinh khủng luôn và có phần kinh dị kiểu gì á. Hả? Chẳng lẽ là có chuyện gì đó xảy ra hả ta? Đâu, để mình thử coi. Chẳng lẽ đó hả là bây giờ đàn gà của mình đã hóa quỷ rồi? Hả? Là sao bà? Wait, what? Từ từ. Tại sao cổng chuồng gà lại tự mở ra đây? Và hả? Ủa? Những con gà rồi? Và tại sao ở đây lại có một cái đầu lâu của skeleton cùng với lại hai vệt máu? Và mình nghĩ rằng đó nha, hai cái vệt máu này nè chắc chắn đó hả không phải là máu gà đâu. Nhưng mà cái vấn đề rằng là máu này là máu của ai? Và tại sao đó nha lại có một cái đầu lâu skeleton nữa rồi còn chưa kể. Hả? Wait what? Từ từ. Ở bên trong cái chuồng gà này các bạn ơi, có một mảnh giấy lơ lửng đang rơi nè. Hả? Và cái mảnh giấy đó ghi là trả lại gà. What? Trả lại gà có nghĩa là sao? Ai là người đã mở cái chuồng gà ra? Và ai là người đó nha đã thả hết toàn bộ những con gà trong thế giới ma đất của mình đi hết rồi? Và ai là người đó nha đã đặt cái lò lâu xương người ở đây? Rồi chưa kể đó hả là những cái vết máu nữa. Hả? Cái quái đản gì thế? Hả? Mà rõ ràng là cái thế giới ma đất này nè chỉ có duy nhất một mình đang sinh tồn thôi mà. Hay có khi nào là các ông dân làng đã thả những con gà ra ta? Có khi nào là như vậy không? Trời đất ơi, điên đầu thiệt sự luôn á. Không hiểu đó nha, là tại sao đó hả là có chuyện kỳ lạ và bí ẩn như vậy lại xảy ra ở trong ngôi làng của mình ngày hôm nay luôn. Toàn bộ đó nha, gà đã biến mất rồi. Và ai là kẻ đó hả đặt cái đầu lâu ở đây rồi vết máu ở đây nữa là sao? Thôi được rồi các bạn, chắc rằng á nha, mình nghĩ rằng á là bây giờ đó hả, cái ưu tiên đầu tiên của mình bây giờ là phải tìm ra cho bằng được lại cái đàn gà của mình. Khi mình đó hả đã tìm được đàn gà rồi thì mình chắc chắn đó nha, mình sẽ biết được ai, kẻ nào chính là kẻ đó hả đã ghi cái dòng chữ trả lại gà và quăng vào chuồng gà của mình, cũng như đó nha là đã đó hả thả hết đàn gà của mình đi rồi còn để lại những cái dấu hiệu như là đầu lâu xương người vết máu đó nè. Mình chắc chắn đó nha sẽ biết được điều đó. Được rồi, bây giờ mau chóng đó hả tìm lại đàn gà cái đã. Đàn gà ơi, tụi bay đâu mất tiêu hết rồi, tụi bay đi đâu vậy? Tại sao đó nha, tụi bay đó hả lại bỏ ta mà đi, đàn gà ơi? Hả? Ủa? Từ, wait a minute, cái gì đây? Đây hình như là những cái lông vũ, mà đây là những cái lông vũ của loài gà mà. Hả? Tại sao lông vũ của gà lại rơi rớt ở đây nhiều như vậy? Các bạn coi nè, những cái lông gà đó nha nằm rải rác như một cái đường thẳng luôn. Và có vẻ như là nếu như bây giờ mình đi theo những cái lông vũ này, mình đi theo những cái lông gà này các bạn ơi, thì chắc đó hả là nó sẽ dẫn mình tới đâu đó. Và trời đất, sao mà lông gà nhiều như vậy hả? Oh my god luôn á. Và hả? What? Cái gì đây? Hả? Các bạn coi nè, ở đây đó nha, tự nhiên đó hả lại xuất hiện cái dáng chết của hai ông dân làng. Hai ông dân làng này đã chết rồi nè. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Hả? Ai là người đã giết hại hai ông dân làng này? Nhưng mà cái vấn đề diễn ra ở đây đó nha, đó chính là có khi nào hai cái ông dân làng này chính là kẻ đang cắp gà không ta? Không thể như vậy được. Nếu như hai ông dân làng này ăn cắp gà đó nha, thì dĩ nhiên đó hả là hai ông ta phải còn sống mới chứ. Tại sao đó hả hai ông ta lại chết? Mình thực sự không hiểu nổi luôn quá. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Cái gì vậy? Hả? Chicken Ghost, ngươi bắt gà, ta bắt ngươi. Hả? Ngươi bắt gà, ta bắt ngươi là có ý gì hả trời? Ôi, lại một lần nữa đó nha. Mình đã nghe thấy cái tiếng gà gáy đó các bạn ơi. Cái tiếng gà gáy mà kinh dị mình đã từng nghe á. Cái quái gì vậy? Bà ơi, ai đây? Chicken Ghost. Đang gãy các bạn ơi, đang gãy kìa. Chết đi. Ôi, đúng mình các bạn ơi. Đúng mình. Ôi, vừa đúng mình rồi. KSTD bị giết bởi Chicken Ghost. Nó chạy rất là nhanh nha các bạn ạ. Và hình như đó nha là cái con gà nè là một con gà trả thù cho tất cả những con gà khác hay sao đó. Oh my freaking god. Hả? Chicken Ghost, mình nghe nói đó nha, chính là hồn ma của gà đó. Vậy là con gà đó chính là con gà đã bảo vệ những loài gà khác hả? Cái quái đản gì thế, lần đầu tiên mình nghe hai vấn đề luôn á. Được rồi, mình nghĩ rằng đó nha, nó chính là người đó hả đã giết hai ông dân làng. Bây giờ nha, để mình tìm cách mình giết nó nha các bạn.
Giờ phải làm sao bây giờ ta, đi đường nào bây giờ? Lúc nào sẽ thấy mình hết trơn á. Rồi rồi, chạy đi rồi rồi, mình sẽ bỏ chạy. Ok, mình sẽ xuống dưới nước nha. Rồi, xuống dưới nước liền các bạn ơi. Ok, rồi. Dưới nước các bạn ơi, là con gà này nha, sẽ bị đi chậm nè. Con gà không biết bơi đâu. Chết đi. Rồi, ngươi chết đi. Ngươi chết đi. Ok, tấn công con gà này, giết chicken ghost. Ok. Thành công rồi các bạn ơi. Mình đã giết được chicken ghost rồi các bạn. Cái quái đản gì thế? Lần đầu tiên đó nha, mình nghe thấy đó là một con gà có khả năng giết người như vậy luôn á. Sợ hãi thiệt sự. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Chicken Ghost? Đừng bắt gà. Ủa? Cái linh hồn con gà, linh hồn của hồn ma gà này vẫn còn ở đây hay sao? Và... Hả? Nó nói gì nè? Đừng giết hại gà. Gà sẽ trở lại và thống trị. Hả? Là sao? Vậy cái hồn ma gà đó vẫn còn ở đây hả? Ủa? What? Từ từ. Tại sao màn hình máy đắp của mình bây giờ hiện lên hình con gà này vậy? Hả? Là sao? Con gà này sẽ ám ảnh cả làng của mình luôn hả? What? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị và đầy bí ẩn về việc nếu như đàn gà của các bạn biến mất vào lúc 3 giờ sáng thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra? Có vẻ như ở trong thế giới Minecraft có tồn tại một thực thể được mang tên là Chicken Ghost, có nghĩa là hồn ma loài gà. Và hồn ma loài gà này sẽ bảo vệ tất cả những đàn gà, tất cả những ai mà dám đánh cắp và ăn thịt những con gà. Có vẻ như ngày hôm nay khi mình nuôi gà thì đã có hai ông dân làng, và hai ông dân làng này đã ăn cắp và thả loài gà đi để có thể ăn thịt gà một mình, và cuối cùng đã bị Chicken Ghost giết chết. Ngay cả mình cũng đã bị như vậy. Thế giới của mình đã bị ám bởi Chicken Ghost. Vì vậy các bạn ơi, hãy thật sự cẩn thận nhé. Còn các bạn thì sao? Đã bao giờ các bạn thấy được loài gà, đàn gà các bạn đang nuôi bị biến mất trong thế giới Minecraft chưa? Hãy trả lời dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và... Đừng ngoại sự.